Tại sao Thảo lại gọi là trang trí nail cô dâu? Tại vì mọi người cứ thử xem, chỉ cần thêm một trong hai cái trang trí này vào bộ móng ấy thì nó sẽ lập tức là giống như bộ móng của cô dâu luôn, mọi người thử chưa? Trang trí đầu tiên, Thảo sơn một lớp nền nước gạo. Sau đó mình sẽ phủ một lớp. Đây là nhũ ngọc trai 7 màu nhá, ở trong cái set sơn thạch nha mọi người. Ngày cưới thì thông thường các cô dâu sẽ chọn tông trắng là chủ yếu và tông hồng là phụ. Mọi người cứ làm theo hơi hướng trắng này, có một chút lấp lánh long lanh lung linh là rất là đẹp, vừa đẹp vừa sang. Sơn xong mọi người sẽ đem đi hơ đèn nhá, cho khô lớp này. Và trong lúc nãy sau khi mà đã sơn xong lớp nhũ ngọc trai, Thảo đã sơn lên một lớp tốp và hơ đèn rồi mọi người nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tốp giọt xương nhá. Mình sẽ viền thành một hình trái tim ở đây. Chúng ta sẽ đi phần đá. Ở phần viền trái tim là một loại đá khác nha, màu đá khác nha. Viền thôi chứ chưa hơ đèn nha mọi người ơi. Sử dụng nhíp và đặt từng viên đá rắc lên nhé. Đây là đá rắc màu bạc nhé, mọi người quay phần đá hoặc là phần chân lên đều được nhé. Nhíp Thảo đang sử dụng là cái nhíp gấp đá cao cấp nha mọi người ơi. Thật ra cái nhíp này là công dụng nối mi tách mi, nhưng mà chúng ta dùng thì nó sẽ tiện hơn, sắc bén hơn. Rồi, sau khi xếp xong hình trái tim nhé, mọi người sẽ đem đi hơ đèn. Trời ơi, vừa lúc nãy Thảo có cảm giác giống như một người thợ kim hoàn luôn. Như vậy quá trình chúng ta trở thành người thợ kim hoàn kết thúc. Mọi người sẽ đưa cái ngón này vào máy hơ nha. Hơ đèn xong rồi, mọi người sẽ thả thêm một chút tốp giọt xương vào đây. Mọi người để dày dày một chút xíu nha, đừng để dày quá để nó bị tràn nhé. Dùng cọ để viền lại cho nó đúng theo hình trái tim ở đây nha. Rồi, sử dụng đá rắc cầu vồng để rắc lên nhé mọi người. Rồi mình sẽ lắc bớt đi. Sau đó mình dùng tay hoặc dùng nhíp nhé, để chỉnh các phần thừa vào. Chỉnh đã xong, đá đã đủ. Cái phần tốp giọt xương nó lăn vào đá rồi thì mọi người sẽ đem đi hơ đèn cho Thảo nhá. Hơ 99 giây nhé. Như vậy đã xong này. Trang trí này mọi người có thể để ở ngón cái, ngón giữa hoặc ngón áp út đều được nhá. Trời ơi, không phải là tự mình làm mình mới khen xinh cho mọi người, nghe xinh cực kỳ, ở ngoài còn lấp lánh nữa cơ. Cực kỳ là lấp lánh luôn. Nếu mọi người sợ nó bị nhanh bong thì chúng ta có thể đi lại một lớp mà tốp giọt xương ở viền chân đá này á, nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Viền chân đá bên ngoài, đừng tô lên đá nha. Đấy, nhìn cái này xinh xỉu luôn. Nhìn muốn cưới thêm lần nữa để làm cái trang trí lên tay luôn á. Giờ chúng ta chuyển sang trang trí thứ hai nhé. Trang trí thứ hai cũng đậm chất cô dâu luôn. Trang trí tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái nền này là nền màu thạch màu 01, Thảo đã sơn một lớp mỏng nhá. Mọi người sẽ dùng cái tông hồng phớt phớt nhẹ, nó sẽ xinh. Đây là mắt mèo kim cương nha mọi người nhá. Quét qua một chút, sau đấy mình dùng cọ để chúng ta tán theo cái hình tam giác nhọn. Chúng ta lấy cọ nào cũng được nhá. Đây. Cái này thì có lẽ là từ cái năm từ cách đây 1-2 năm nó cũng đã hot cái này rồi, nhưng đến giờ Thảo thấy nó không hề bị lỗi mốt đâu mọi người, nhất là làm cho cô dâu. Nhìn vẫn ra một kiểu chiếc tà váy cô dâu ấy mọi người, nên nó vẫn hot kiểu vì vậy. Đó, đặt nhiều nhiều một chút nha. Được rồi, sau đó chúng ta sẽ lấy nam châm nhá. Nam châm mình đẩy này. Đó, đẩy hai bên cho nó sáng lên. Đó, lấp lánh cho mọi người, này là được nha. Chúng ta đem đi hơ đèn nhá. Sau đó chúng ta sơn lên một lớp tốp nha. Mọi người đừng để sơn tốp sau nha, tại vì sơn tốp sau nó làm mờ mất những phần vân của chúng ta sắp vẽ lên, nên chúng ta sơn trước. Và hơ đèn 99 giây. Ngay sau khi hơ đèn xong, chúng ta sẽ dùng tốp giọt xương để vẽ lên nhé. Mọi người muốn khô nhanh nhất thì mọi người để luôn cái đèn ở đây, bật lên mà hơ cho nó khoảng 10 giây thôi là nó sẽ đứng im rồi. Đó, xong lát nữa mọi người hơ lại ấy. Đối với tốp giọt xương thì mình sẽ vẽ nhanh tay một chút nha. Lát nữa Thảo sẽ nói cho mọi người về các nguyên liệu khác, bây giờ chúng ta cứ tập trung vẽ đã nha. Uốn cong một chút này.
Thêm một lớp nữa bên trên nha mọi người ơi. Khi nào đã khô nha mọi người hơ một thêm một lớp nữa bên trên này. Không nên vẽ dày quá nha, vẽ dày nó sẽ không xinh bằng đâu ạ. Chúng ta vẽ mỏng thôi và uốn cong nó như này. Giống như cái tà váy mọi người. Uốn cong. Rồi mình đem đi hơ đèn nhá. Lúc này mình sẽ hơ 99 giây luôn này. Đây mọi người thấy sao? Nghiêng đi nghiêng lại này, rất là lấp lánh này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng rũa nhá. Mình rũa một chút ở bên trên. Chúng ta đính ngọc trai lên. Ngọc trai hoặc là đá đều được. Keo ở đây mọi người đều dùng loại keo nào cũng được nhá. Đang tiện thở dùng luôn keo 4x1 của mọi người dùng mỡ bon cho chắc nha. Kiểu nó không bị tràn nhiều keo ra ấy. Thở đính lên 2 viên, một viên ngọc trai to, một viên ngọc trai nhỏ nhá. Mọi người có thể đính ngọc trai tròn hoặc ngọc trai nửa là tùy theo mọi người nhé. Sau khi mà đính xong rồi nhé, mọi người sẽ dùng cọ này quét tốp lên phần ngọc trai và xung quanh cái phần chân của ngọc trai này nữa cho chắc nha. Nhớ là phải để keo khô nha mọi người, keo mà ướt là chúng ta bị cứng cái đầu cọ này luôn đấy. Hơ đèn. Như vậy là đã xong. Mọi người nhìn thấy chưa, cùng với tông trắng, cùng với hai trang trí này như Thảo đã nói thì chỉ cần trang trí một trong hai cái trang trí này trên một bộ móng cô dâu ấy thì lập tức nó sẽ mang cái phong cách của cô dâu luôn nếu như mọi người đang rất là bí. Vì như vậy thì video này không chỉ dành cho những ai mà đang làm cho khách mà đến mùa cưới mà còn là các cô dâu muốn là chúng ta làm mẫu như thế nào hay tìm mẫu phù hợp thì mọi người có thể xem nhé. Tại vì đến lúc làm nail rồi thì cuống lắm, không nghĩ được cái gì đâu trừ khi phải xem mẫu trước và chụp lại.